coi cho cả nhà ghé sắp vào Nhật Bản. Hôm nay mình sẽ xem một cây khá là lạ của Arisugu. Cây này là tay tay trái khá độc, tối giờ mới thấy luôn. Con này giờ nếu mà đo dày chắc khoảng dừng đầy 7-8 cm thì cũng còn đẹp. Review xem thôi nhé, để từ từ nghiên cứu nó xong rồi.